Chào các bạn nhé. Lại một mùa lúa chuẩn bị gặt rồi các bạn ơi. Hôm nay rồi đành rồi. Tháng thứ 7 mình ra đây mình ngồi. Bây giờ mới 6 rưỡi thôi các bạn. Mình ra đây mình xem đồng lúa thế nào. Mấy tháng nay mình bắt đầu ra đây thì... Hôm nay ra thấy ngạc nhiên, lúa đã chín rồi các bạn. Đây, quay qua cho các bạn xem này, lúa chín hết rồi này, người ta chuẩn bị gặt đến nơi rồi. Xe của mình là nơi kia các bạn này. Trước mình ở cái nhà trắng trắng kia thì ngày nào mình ra đây buổi sáng ra đây ngồi thì cho nó bóng mát các bạn. Đây bao quanh là cây cối này, tùm. Đây là khu bỏ hoang của người Nhật đấy, người ta cũng không làm ruộng để cây lau cây dại nó lên tốt lút này. Như sau khi mình chuyển nhà lên tận trên kia cách đây khoảng hơn một cây nhưng phải leo dốc ấy. Đây là mình cũng ngại đi xuống đây thì thi thoảng mấy tháng nay mình đi xuống đây đấy, không ngờ xuống đây lúa đã chín rồi. Đây đằng sau đây khu đất bỏ không, này trời đang mù lắm các bạn. Mây kéo lên, các bạn nhìn thấy chưa? Mây kéo lên sắm nghịt lại, trông kiểu muốn mưa nhưng mà một lúc nữa nó lại tan mây, nắng lắm. Bây giờ đang là mùa hè, nắng nóng lắm các bạn. Nhưng mình tranh thủ mình ra ngoài đây một lúc xong rồi về thôi chứ. Ở đây nóng lắm. Ở đây mùa lúc mà nắng lên nắng gắt lắm. Đây các bạn, lúa năm nay cũng được mùa lắm các bạn. Nhìn đâu kia rồi, chịu hết cả bông lên này, gục xuống hết rồi. Mà... người ta vẫn chưa thu hoạch đâu. Chả hiểu lý do gì mà vẫn chưa thu hoạch. Cái ở đây nó không bị chuột đâu các bạn, không nên là người ta không sợ như ở Việt Nam này, chín này mà không ấy là chuột nó vào nó phá hết đấy. Ở đây như cái mình chưa thấy chuột, không biết là có hay không. Không biết nhưng mà mình ở đây nếu mà tính tổng số năm ở đây thì mình gần chục năm rồi, mà ở vùng quê này mình mới ở khoảng 3 năm thôi nhưng mà mình chưa thấy chuột. Nhưng mà chim với lại ấy đây thì nhiều lắm, vô kể. Chim thấy quạ. Nên người ta làm mấy cái hình nhộm nha để đuổi chim các bạn nhé. Chim sẻ đây nhiều lắm. Bên này người ta không cho săn bắt nên mấy loại chim tự nhiên này nó nhiều lắm. Nên là người ta phải là dùng mana canh để đuổi chim đi. Lát nữa mình sẽ đi quay một vòng cho các bạn xem ruộng lúa của Nhật nhé. Ở đây người ta không làm đại trà như ở các vùng khác đâu các bạn. Vùng này người ta làm cũng ít lắm. Thực ra quanh của mình ở đây nó gần thị trấn ấy. Bên trên kia nó là thị trấn nên là người ta ít làm nông nghiệp. Chủ yếu người ta làm một nhà, người ta làm canh tác khoảng một ruộng như này để lấy lô ăn thôi. Chứ còn đất người ta bỏ hoang nhiều lắm các bạn. Không biết là làm không ăn thua hay sao, người ta lại không làm hay là người ta cũng không có nhu cầu làm ấy. Ê, lúa vàng ươm rồi các bạn ạ. Như này ở Việt Nam là cho về nhà hết rồi đấy. Bên này vẫn còn để đây.
xa xa đầu kia có một bác đang làm gì dưới ruộng, chả biết phun thuốc hay vừa làm cái gì ấy. Nhìn đồng lúa thích thật các bạn, lại nhớ quê hương, nhớ nhà này. Lúa gục xuống hết rồi mà chưa hái về. Lát nữa mình sẽ quay tiếp cho bạn xem trên kia nha bạn. Sáng ra ruộng lúa uống cà phê các bạn. Đây cà phê đây, làm lon cà phê ngồi uống vừa ngắm đồng lúa cũng thích phết. Sáng sớm ấy, vẫn còn sương đọng rất nhiều trên cái cỏ các bạn. Đây, lúa đây các bạn nha. Bây giờ người ta rút hết nước, khô ruộng xong để người ta gặt đấy các bạn. Bình thường lúa là nước nhiều. Rụng hết rồi các bạn, chín rụng đầy đi đất lên. Sáng sớm hạt sương còn nằm trên cây lúa này, trên lá này. Chín vàng ươm hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi một vòng cho bạn cùng xem nhá. Đây, gió nó rạt một tí các bạn. Đối diện bên này thì nó chưa chín lắm rồi.
video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy cái hay và bổ ích thì hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.